Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì lên bản test cho anh em dòng loa DT Bass 30 Made in UK. Và với dòng loa Bass 30 này thì công suất cực kỳ là khủng, nó là 600W RMS trên một thùng. Và bên em đã dọn dẹp vệ sinh hết rồi. Và cũng báo cho các bác luôn là khi lên bản test thì bên em đã hết hàng, còn đúng một đôi thanh lý thôi. Những cái đôi đẹp như này thì bên em đang bán cho anh em giá là 8.500.000 một cặp. Giá đấy đã bao cước vận chuyển rồi, nhưng mà những cái hàng này lại hết rồi anh em nhé. Công suất lớn này, anh em đi sâu đi sự kiện hoặc là chơi không gian rộng thoải mái thì hiện tại thì còn một lô này, em còn đúng một đôi, một đôi là bát tép phân tần, tất cả đều zin, thùng vách đều đẹp cả, nhưng mà nó bị mất một cái tem. Và một chiếc còn tem cơ. Đôi này thì em sẽ cho các bác thêm một cái đôi tem khác để các bác tự dán, hoặc là em sẽ dán cho các bác nhé. Và đôi này em cũng xả luôn, tất cả zin mà chỉ mất mỗi cái tem thôi thì em đã giảm 500k luôn, đó là 8 triệu đồng, 8 triệu một cặp này em bao cước quá rẻ luôn. Các bác cứ gõ là NUQ12 thì sẽ ra thông tin rồi các thứ, thị trường bán rất là mắc luôn. Bán rất là mắc, nhưng mà bên em bán hàng đẹp như này là có 8 triệu năm là cháy hàng luôn này, là cháy hàng luôn. Và bây giờ là bán một cặp này thanh lý, một cặp duy nhất nữa thôi thanh lý là có 8 triệu bao cước. Tem thì các bác có thể là ấy nhá. Được chưa? Đấy, bây giờ sẽ cho các bác nghe qua. Con này thì công suất rất khủng. Con này thì sử dụng cho mình đó là bát tép đều là Silicon cả anh em nhá. Và con này là cái con chép cao cấp nhất của dòng Silicon rồi. Silicon anh em, rất là đẹp luôn và to anh em nhá. Và đây là bát của nó này. Đó, bát này, nhìn cái dòng loa bãi xịn thì nó vẫn cứ sướng thôi anh em. Ok chưa? Bây giờ sẽ cho các bác nghe qua chất âm nhá. Đến những dấu chân hôm nào em đi chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí xô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Quá hay, sạch sẽ chi tiết. Độ phủ con này cực lớn luôn. Có tai nghe đeo tai nghe vào để nghe nó rất là hay anh em ạ. Cái này thì có cái bông thu âm của nó hơi vào sau nên các bác nhìn cái ảnh nó cảm giác như nó bị húp vào, nhưng không phải đâu nhá. Đấy, nhìn nó giống như kiểu bị căng, nó bị đẩy vào, nhưng không phải, nó là cái bông tiêu âm nó bị xịt vào trong nên là nó có cái hình ảnh như vậy nha. Nhìn gần này rất đẹp luôn anh em ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, còn một đôi duy nhất cho anh em săn, giá 8 triệu một đôi thanh lý thì quá hợp lý rồi. Đấy, wow, quá lực luôn anh em. Okay.
các bác vừa nghe qua nhá. Đấy, tất cả đánh không có súp mà nhá. Đây, có quả súp để đây thì em nhổ hết dây rồi, không có các bác lại bảo là đánh súp. Con này đánh rất lực luôn anh em ạ. Đấy. Được chưa? Ba bác cọc rồi và còn lại một đôi thanh lý nữa thôi. Các bác nào mà muốn mua hàng riêng nhỏ may là khách không lấy thì các bác cứ nhắn tin cho em nhé. Đấy, có ba bác cọc nhưng mà thứ hai có bác cọc trước, bác được thứ ba, thứ tư. Đấy, và còn một cặp nữa là 8 triệu mất tem. Ui rồi, quá rẻ anh em nhé. Các bác nào có nhu cầu liên hệ cho em nhé.